Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm CAV. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về CAV cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của CAV CAVEDILON Công dụng chỉ định Thuốc được sử dụng cho các bệnh nhân bị bệnh suy tim sung huyết thể từ nhẹ cho đến vừa. Các bệnh nhân bị huyết áp cao, dùng đơn hay phối hợp đều được. Những bệnh nhân đang bị đau thắt ngực thể ổn định. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Chống chỉ định không được sử dụng thuốc cho những đối tượng có tình trạng quá mẫn với thành phần thuốc. Nhiễm toan chuyển hóa. Bệnh nhân bị u tủy thượng thận. Suy tim sung huyết nhưng không bù. Người bị sốc tim, nhịp chậm hay block nhĩ thất độ 2A. Những người bị bệnh gan. Người bị đau thắt ngực Prinzmetal. Những bệnh nhân đang bị hen hoặc co thắt phế quản. Lưu ý khi sử dụng cần thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu, digitalis hoặc những thuốc ức chế anh chị em vì có thể làm chậm dẫn truyền nhĩ thất. Thận trọng khi dùng cho những người bị đái tháo đường không hoặc là kiểm soát khó khăn. Do thuốc này sẽ làm cho biểu hiện giảm gluco máu bị che lấp. Tác dụng phụ Thường gặp biểu hiện như là đau cơ, tụt huyết áp thế đứng, khó thở, chóng mặt và đau nhức cơ. Tương tác Thuốc chống loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền nitrat, tác dụng hạ áp tăng lên. Glycoside tăng nồng độ của thuốc glycoside tim. Cyclosporin, tăng nồng độ đáy trung bình của thuốc cyclosporin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm CAV, đồng thời biết cách sử dụng CAV, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.